1/8/2019, thầy đại diện cho hội Hoa Đức như nhà tài trợ và giao số tiền cho hai hoàn cảnh, hoàn cảnh của y bệnh do anh Đặng Hồng Dũng tài trợ và hoàn cảnh của anh cả do một tỷ bảy dân hành động tài trợ số tiền tài trợ là gần 1/7/2019 hàng tháng mỗi tháng 1 triệu đồng ở dưới này thì giờ thầy xin đại diện cho hai gia đình cũng như chính quyền địa phương và đặc biệt là tôi ông Thái xin chân thành cảm ơn vì nhà hảo tâm anh Đặng Hồng Dũng cũng như chỉ là nhân đại Hà Nội đã tạo ra một hội chương trình này. Thầy cầu hồng ân tam bảo luôn luôn gia hộ cho quý vị dồi dào sức khỏe để phụng sự cho đạo Phật cũng như phụng sự cho chúng sanh trên con đường pháp nghiệp của quý vị. Xin cầu chúc quý vị an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt cho gia đình xin cảm ơn chị gái anh Tê ở Hà Nội, các hội viên Hoa Đức và chùa Yên Thái và thầy Thích Minh Ngọc chứ giám sát phụ hộ cho gia đình em tháng 1 triệu để nuôi dạy mấy đứa con tàn tật trên vợ có ốm đau cho việc vượt qua cơn đói khổ và bi kịch trong gia đình. Em xin cảm ơn chị gái và thông tin thầy Hội Hoa Đức và thầy Thích Minh Ngọc. Em thay các gia đình em xin cảm ơn Hội Từ Thiện Hoa Đức của Yên Thái cùng như anh trai Đặng Hoàng Dũng đã giúp đỡ gia đình em số tiền là 1 tháng 1 triệu đồng để cho thêm cho các con ăn học sắp tới.